Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách xem ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm 2020 dành cho tuổi Tỵ. Và những cái tuổi Tỵ mà chúng tôi sẽ đề cập tới trong video ngày hôm nay sẽ bao gồm 5 tuổi, đó là tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 và năm 2013. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về bố cục của bảng xem ngày tốt trong tháng 11 âm lịch để quý vị có thể hiểu rõ hơn khi lát nữa chúng tôi phân tích. Thì quý vị có thể thấy là trong cái bảng xem ngày tốt này, chúng tôi có rất nhiều những cái ô nhỏ ở xung quanh. Và những ô nhỏ này là tượng trưng cho từng ngày liên quan tới 12 con giáp ở trong tháng. Và trong từng cái ô nhỏ này, chúng tôi sẽ có 4 hàng, đó là thiên can, địa chi, ngày âm lịch ứng với thiên can địa chi và cuối cùng đó là nạp âm ngũ hành của ngày. Và trước khi đến với xem ngày tốt trong tháng 11 âm lịch dành cho các tuổi Tỵ, thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái ngày xấu ở trong tháng 11. Và ngày xấu trong tháng 11 này là những ngày xấu chung dành cho tất cả mọi người tuổi Tỵ. Bởi vậy mà quý vị và các bạn khi theo dõi thì có thể chú ý và ghi chép lại để tránh thực hiện các công việc quan trọng vào những ngày này. Đối với tháng 11 âm lịch năm 2020, đây là tháng Mậu Tý, bởi vậy mà sẽ có Nguyệt Kiến tại Tý. Và bởi Nguyệt Kiến tại Tý nên những cái ngày Nguyệt Phá sẽ rơi vào những ngày xung với Nguyệt Kiến, đó là những ngày Ngọ. Chúng ta sẽ gạch bỏ những cái ngày Nguyệt Phá này đi. Tiếp theo là những ngày Thụ Tử trong tháng 11 sẽ rơi vào những ngày Mão, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Ngày Sát Chủ sẽ rơi vào những ngày Dần, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Và cuối cùng là đối với những cái người tuổi Tỵ thì những cái ngày Hợi sẽ là những ngày xung với tuổi, bởi vậy mà chúng ta cũng sẽ gạch bỏ đi. Và đó là những cái ngày xấu ở trong tháng 11 nhìn chung. Và chúng ta có những cái ngày xấu chi tiết ở trong tháng như là ngày Tam Nương, con nước, Dương Công Kỵ và Thiên Địa chuyển sát thì chúng ta cũng sẽ phải bỏ đi những cái ngày này. Thì ngày Tam Nương sẽ bao gồm những ngày đó là ngày Giáp Ngọ ngày mùng 3. Tiếp theo là ngày mùng 7, ngày Mậu Tuất. Ngày 13 là ngày Giáp Thìn. Ngày 18 là ngày Kỷ Dậu. Ngày 22 là ngày Quý Sửu và cuối cùng là ngày 27 là ngày Mậu Ngọ. Ngày con nước sẽ rơi vào ngày 11, ngày Nhâm Dần và ngày 25 là ngày Bính Thìn. Ngày Dương Công Kỵ sẽ rơi vào ngày 23 là ngày Giáp Dần và cuối cùng là ngày Thiên Địa chuyển sát sẽ rơi vào ngày Nhâm Tý, đó là ngày 21. Và đó là những ngày xấu chi tiết ở trong tháng mà quý vị cần phải bỏ qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem ngày tốt trong tháng 11 âm lịch dành cho các tuổi Tỵ. Thì khi đi vào chi tiết các tuổi, chúng tôi sẽ phân tích, lựa chọn ngày tốt dựa vào tiêu chí là xuất hiện lộc tồn quý nhân ứng với thiên can. Thì những cái thiên can ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét thì bao gồm thiên can Ất, Đinh, Kỷ, Tân và Quý. Tiếp theo, khi đã lựa chọn được những ngày tốt ứng với thiên can, chúng ta sẽ đi xem xét địa chi Tỵ. Thì với địa chi Tỵ này, những cái ngày mà nhị hợp và thiên mã ứng với địa chi Tỵ cũng sẽ là những ngày tốt ở trong tháng đối với các tuổi. Và cuối cùng, sau khi đã lựa chọn được những ngày tốt lành đối với các tuổi, thì chúng tôi sẽ dựa vào nạp âm ngũ hành tương sinh tương khắc của tuổi đối với những cái ngày cát lành đó để xem ngày nào là ngày đại cát và ngày nào là ngày thứ cát. Thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi xem xét về ngày tốt trong tháng 11 âm lịch đối với tuổi Ất Tỵ. Với tuổi Ất Tỵ, với thiên can là Ất, chúng ta sẽ có xuất hiện lộc tồn tại Mão. Mà tất cả những ngày Mão đã rơi vào ngày Thụ Tử nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Tuổi Ất Tỵ sẽ xuất hiện quý nhân tại Tý và Thân. Tý chúng ta có ngày mùng 9 và Thân chúng ta có ngày mùng 5, ngày 17 và ngày 29. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét tới địa chi. Thì với địa chi Tỵ sẽ xuất hiện nhị hợp tại Thân và thiên mã tại Hợi. Nhị hợp tại Thân chúng ta có ngày mùng 5, ngày 17 và ngày 29 và thiên mã tại Hợi. Thì quý vị có thể thấy là tất cả những ngày Hợi đã là rơi vào những ngày xung tuổi. Bởi vậy mà từ bây giờ, từ tuổi Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ, chúng ta sẽ không xét tới những cái ngày thiên mã nữa bởi nó đều rơi vào ngày xấu, đó là những ngày Hợi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành của tuổi Ất Tỵ đối với những cái ngày lành này để xem đâu là ngày đại cát nhất. Thì đối với tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, có nạp âm là Hỏa.
Ngày 9 là ngày Canh Tý, nạp âm là thổ, mà hỏa lại sinh thổ, bởi vậy đây là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 5, ngày Bính Thân, nạp âm là hỏa, hỏa với hỏa sinh nhau, đây là ngày đại cát. Ngày 17, ngày Mậu Thân, nạp âm là thổ, thứ cát. Và cuối cùng ngày 29, ngày Canh Thân, nạp âm là mộc, mộc sinh hỏa, đây là ngày đại cát. Đó là những ngày tốt trong tháng 11 đối với tuổi Ất Tỵ. Chúng ta sẽ sang đến tuổi Đinh Tỵ. Với tuổi Đinh Tỵ, với thiên can là Đinh, sẽ xuất hiện lộc tồn tại Ngọ. Lộc tồn tại Ngọ, chúng ta có tất cả những ngày Ngọ đã rơi vào ngày Nguyệt phá nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Tiếp theo là đối với tuổi Đinh Tỵ sẽ xuất hiện quý nhân tại Dậu và Hợi. Dậu chúng ta có ngày 6 và Hợi xung tuổi nên chúng ta cũng sẽ bỏ qua. Tiếp theo, ứng với địa chi là Tỵ sẽ xuất hiện nhị hợp tại Thân. Chúng ta có ngày 5, ngày 17 và ngày 29. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành của tuổi và ngày. Tuổi Đinh Tỵ có nạp âm là thổ. Ngày 6, ngày Đinh Dậu nạp âm là hỏa, hỏa sinh thổ, đây là ngày đại cát. Ngày 5, ngày Bính Thân nạp âm là hỏa, hỏa sinh thổ, đại cát. Ngày 17, ngày Mậu Thân nạp âm là thổ, thổ với thổ, đại cát. Và cuối cùng, ngày 29, ngày Canh Thân có nạp âm là mộc, mà mộc lại khắc chế thổ, đây là ngày thứ cát. Đó là những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch đối với tuổi Đinh Tỵ. Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn những ngày tốt trong tháng đối với tuổi Kỷ Tỵ. Đối với tuổi Kỷ Tỵ, với thiên can là Kỷ sẽ xuất hiện lộc tồn tại Ngọ. Mà Ngọ rơi vào những ngày Nguyệt phá nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Đối với tuổi Kỷ Tỵ sẽ xuất hiện quý nhân tại Tý và Thân. Tý chúng ta có ngày 9 và Thân chúng ta có ngày 5, ngày 17 và ngày 29. Tương tự là ứng với địa chi Tỵ sẽ xuất hiện nhị hợp tại Thân. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lựa chọn ngày cát lành nhất đối với tuổi Kỷ Tỵ. Thì đối với tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có nạp âm là mộc. Ngày 9, ngày Canh Tý nạp âm là thổ. Mộc khắc chế thổ, bởi vậy đây là ngày đại cát. Tiếp theo ngày 5, ngày Bính Thân nạp âm là hỏa, đây là ngày thứ cát. Ngày 17, ngày Mậu Thân có nạp âm là thổ, đại cát. Và cuối cùng ngày 29, ngày Canh Thân nạp âm là mộc, mộc với mộc tương sinh, đại cát. Đó là những ngày tốt trong tháng 11 dành cho tuổi Kỷ Tỵ. Chúng ta sẽ sang những cái ngày tốt trong tháng 11 đối với tuổi Tân Tỵ. Với tuổi Tân Tỵ, với thiên can là Tân sẽ xuất hiện lộc tồn tại Dậu, chúng ta có ngày 6. Tiếp theo, đối với tuổi Tân Tỵ sẽ xuất hiện quý nhân tại Ngọ và Dần. Ngọ rơi vào sát Nguyệt phá và Dần rơi vào sát chủ nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Tiếp đến là địa chi Tỵ sẽ xuất hiện nhị hợp tại Thân, chúng ta có ngày 5, ngày 17 và ngày 29. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét nạp âm ngũ hành. Tuổi Tân Tỵ có nạp âm là Kim. Ngày 6, ngày Đinh Dậu nạp âm là hỏa, mà hỏa lại khắc chế Kim, bởi vậy đây là ngày thứ cát. Ngày 5, ngày Bính Thân nạp âm là hỏa, thứ cát. Ngày 17, ngày Mậu Thân nạp âm là thổ, thổ sinh Kim, đại cát. Và cuối cùng ngày 29, ngày Canh Thân nạp âm là mộc, Kim có thể khắc chế mộc, đại cát. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi xem xét về ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm 2020 dành cho tuổi Quý Tỵ. Thì đối với tuổi Quý Tỵ, với thiên can là Quý, sẽ xuất hiện lộc tồn tại Tý, chúng ta có ngày 9. Tiếp theo là đối với tuổi Quý Tỵ sẽ xuất hiện quý nhân tại Tỵ và Mão. Tỵ chúng ta có ngày 2, ngày 14 và ngày 26. Và Mão rơi vào Thụ Tử nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Với địa chi là Tỵ sẽ xuất hiện nhị hợp tại Thân, đó là ngày 5, ngày 17 và ngày 29. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành. Tuổi Quý Tỵ có nạp âm là Thủy. Ngày 9 là ngày Canh Tý nạp âm là Thổ, mà Thổ khắc chế Thủy, đây là ngày thứ cát. Ngày 2, ngày Quý Tỵ nạp âm là Thủy, Thủy với Thủy tương sinh, đại cát. Ngày 4, ngày Ất Tỵ có nạp âm là Hỏa, mà Thủy khắc chế được Hỏa, đại cát. Ngày 26, ngày Đinh Tỵ nạp âm là Thổ, Thổ khắc chế Thủy, thứ cát. Ngày 5, ngày Bính Thân nạp âm là Hỏa, đại cát. Ngày 17, ngày Mậu Thân nạp âm là Thổ, thứ cát. Và ngày 29, ngày Canh Thân nạp âm là Mộc, Thủy lại sinh Mộc của ngày, thứ cát. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã lựa chọn được những cái ngày tốt ở trong tháng 11 âm lịch dành cho các tuổi Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ. Thì những cái ngày chúng tôi khoanh tròn là những ngày đại cát, còn những ngày đánh dấu X ở đây là những ngày thứ cát. Thì quý vị và các bạn có thể chụp lại màn hình hoặc tự tạo cho mình một cái bảng giống như chúng tôi đang làm ở đây để theo dõi, tiện cho những công việc mà chúng ta định thực hiện.
Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì kênh Phong Thủy Lộc Tài đã có thể giúp quý vị tuổi Tỵ tự tìm cho mình những cái ngày tốt trong tháng để thực hiện các kế hoạch như dự kiến đã đề ra. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.